Mẹo hay chữa bệnh trĩ bằng nha đam tại nhà. Có rất nhiều cách trị bệnh trĩ theo kinh nghiệm dân gian rất hay mà có thể bạn chưa biết. Một trong những cách đơn giản được kể đến đó chính là chữa bệnh trĩ bằng nha đam. Cùng tham khảo và áp dụng ngay hai cách trị bệnh trĩ bằng nha đam dưới đây để loại bỏ nhanh những phiền phức do bệnh gây ra. Vì sao nha đam có thể chữa bệnh trĩ? Cây nha đam có chứa chất kháng viêm giảm đau như bradykinin, một loại enzyme giúp giảm nhanh tình trạng viêm nhiễm nghiêm trọng, đồng thời làm lành các tổn thương nhanh chóng. Rất nhiều người có thói quen thường xuyên sử dụng nha đam thì thấy phần mềm hơn, đi đại tiện rất dễ dàng. Lý giải điều này, các nghiên cứu cho rằng trong gel nha đam có chứa chất anthraquinone, một thành phần quan trọng kích thích nhu động ruột, giúp đường tiêu hóa vận hành trơn tru hơn và thúc đẩy sự tiết dịch của ruột già. Do đó, đây là nguyên liệu tự nhiên có thể trực tiếp giải quyết tình trạng táo bón mãn tính, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh trĩ hiệu quả. Nếu muốn thoát khỏi nhanh những rắc rối do bệnh lý hậu môn trực tràng này gây ra, bạn nên thử dùng, chắc chắn hiện tượng táo bón sẽ được loại bỏ, tình trạng đau rát hậu môn sẽ biến mất và bệnh trĩ từ đó mà thuyên giảm và được khắc phục. Ngoài công dụng hỗ trợ táo bón và bệnh trĩ, nha đam còn có một số tác dụng tuyệt vời khác như trị viêm loét dạ dày, phòng ngừa sỏi niệu, chữa bệnh xơ gan cổ trướng, chữa bệnh tiểu đường, cao huyết áp, trị mụn và làm đẹp da. Hai cách chữa bệnh trĩ bằng nha đam. Một số cách chữa bệnh trĩ tại nhà bằng các nguyên liệu thiên nhiên rất dễ kiếm, trong số đó có cây nha đam. Có thể dùng nha đam chữa bệnh trĩ, giảm các triệu chứng đau rát hậu môn do trĩ theo cách đơn giản như sau. 1. Uống nước ép nha đam. Uống nước ép nha đam giúp hỗ trợ điều trị bệnh ngay từ sâu bên trong cơ thể. Bạn chỉ cần lấy một nhánh nha đam rửa sạch, lấy phần ruột bên trong, xay nhuyễn, rồi pha với một ít nước khác theo tỷ lệ nha đam 1/3 và nước khác 2/3 và uống ngay sau khi mới ngủ dậy, lúc bụng còn đói. Mỗi ngày uống một ly nước ép nha đam không những giúp hỗ trợ chữa chứng táo bón, bệnh trĩ mà còn giúp hệ tiêu hóa được thuận lợi hơn, giúp tăng sức đề kháng và làm đẹp da. Tuy nhiên, khi uống nước nha đam, bạn cũng nên lưu ý không nên lạm dụng quá nhiều, chỉ nên uống mỗi ngày một cốc nước nha đam, vì nếu uống quá nhiều cũng không hề tốt cho sức khỏe. Ngoài sử dụng nha đam, bạn cũng có thể áp dụng ngay 3 bài thuốc chữa bệnh trĩ dứt điểm bằng tỏi để giúp loại bỏ các triệu chứng của bệnh hiệu quả hơn. 2. Nấu nước nha đam chữa bệnh trĩ. Cách làm này cũng khá đơn giản, cũng là bổ sung nha đam bằng đường ăn uống, nhưng bằng cách nấu chín. Bạn lấy vài nhánh nha đam tươi, gọt bỏ phần vỏ xanh bên ngoài, đem rửa với nước sạch cho bớt nhớt. Thái nha đam thành từng miếng nhỏ, rồi cho vào nồi đun trên bếp khoảng 20 đến 30 phút rồi tắt bếp. Đợi đến khi nha đam nguội bớt, bạn chắc lấy nước uống hoặc ăn cả cái sẽ giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa tốt hơn. Nếu cảm thấy khó uống, bạn có thể thêm một chút đường. Mỗi ngày uống 3 lần nước nha đam nấu sẽ giúp giảm các triệu chứng bệnh trĩ hiệu quả. Ngoài ra, bạn cũng có thể chế biến thành những món chè nha đam để ăn hàng ngày cũng rất tốt và giúp giải nhiệt cơ thể. Trị bệnh trĩ bằng nha đam là một phương pháp dân gian, vì vậy khi áp dụng, bạn cần kiên trì trong một thời gian dài thì mới đem lại hiệu quả cao. Đồng thời, cách làm này chỉ nên áp dụng với trường hợp bệnh trĩ nhẹ, còn những trường hợp bệnh nặng nên nhanh chóng đến bệnh viện để thăm khám. Trong quá trình điều trị bệnh trĩ, người bệnh cũng nên chú ý thực hiện tốt chế độ ăn uống, sinh hoạt, tránh uống rượu bia, chất kích thích, ăn đồ cay nóng. Thay vào đó nên bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, thường xuyên vận động, giữ vệ sinh hậu môn sạch sẽ thì bệnh mới nhanh khỏi. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Dùng gừng theo cách này, viêm xoang mãn tính cũng phải chào thua. Viêm xoang là một căn bệnh phổ biến bất chấp thời tiết và hàng triệu người trên thế giới phải chịu đựng nó mỗi ngày. Viêm xoang, dù là mãn tính hay cấp tính, đều do dị ứng, cảm lạnh, nấm hoặc vi khuẩn gây ra.
Thuốc tây trị viêm xoang khá đa dạng, nhưng hầu hết đều có tác dụng phụ. Thuộc tính mạnh và độc hại của thuốc còn hành hạ cơ thể hơn cả chính căn bệnh viêm xoang. Do đó, các phương pháp đông y trị viêm xoang thường được người Việt tin tưởng hơn, chẳng hạn như gừng. Đây là nguyên liệu rất phổ biến trong điều trị viêm xoang. Để hiệu quả trị bệnh được cao nhất, bạn có thể áp dụng theo cách sau. Nguyên liệu: gừng tươi 60g, ngót sen 30g, 500ml nước. Cách làm: bạn lấy 50g gừng tươi thái lát mỏng khoảng 2-3mm cho vào nồi. Cho 500ml nước vào đun sôi khoảng 15 phút. Tắt bếp, đợi nước cốt gừng bớt nóng thì dùng khăn thấm đều nước cốt rồi đắp nhẹ lên mặt. Hít hơi nóng từ khăn bốc hơi. Hơi nóng từ nước cốt gừng sẽ làm giảm xương, loãng dịch nhầy, giúp đẩy dịch nhầy ra ngoài mũi dễ dàng hơn. Thời gian làm khoảng từ 8-10 giây. Bạn cũng có thể đặt nồi nước gừng ngang ngược, lấy một chiếc khăn to trùm qua đầu rồi hít hơi nóng từ trong nồi bốc ra. Sau khi xong mũi với nước cốt gừng, bạn dùng hỗn hợp gừng lá sen để đắp mặt. Bạn giã nát 6g gừng tươi, giã nát luôn 30g ngót sen, trộn đều rồi đắp hỗn hợp này vào chăn mày, lên trán, nhưng phải cẩn thận không để dính vào mất, gây hại cho mất. Đắp được khoảng 20 phút, những triệu chứng trên sẽ giảm dần, trán không còn nóng, tăng cảm giác buồn nôn do có mũ từ hốc mũi trào vào, khoang miệng và nôn ra ngoài. Cách này cũng có thể trị viêm mũi dị ứng. Kiên trì sử dụng nước cốt gừng để xong, rồi dùng gừng và ngót sen để đắp liên tục trong 10 ngày, mỗi ngày 2 lần sáng và tối. Sau đó, cách 2 ngày đắp lại 1 ngày. Sau 30 lần đắp, triệu chứng viêm xoang nặng cỡ nào cũng sẽ khỏi hẳn. Bạn cũng có thể áp dụng cách này cho trẻ nhỏ từ 2 tuổi trở lên, nhưng với liều lượng ít hơn và phải có sự giám sát của người lớn. Chúc cả gia đình bạn luôn khỏe mạnh. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bệnh tiểu đường không còn ghé thăm nhờ một quả trứng luộc. Các nhà khoa học đã tìm ra một cách kiểm soát lượng đường trong máu một cách tự nhiên và hiệu quả, từ đó ngăn chặn bệnh tiểu đường. Đó là bài thuốc từ một quả trứng luộc. Thực phẩm mà chúng ta nạp vào cơ thể mỗi ngày tác động rất lớn đến sức khỏe. Tuy nhiên, đáng báo động là cơ thể hấp thụ không chỉ giới hạn trong đường ăn uống. Chúng ta đang sống trong một môi trường độc hại và ô nhiễm. Vì thế, cơ thể vẫn có thể nhiễm các hóa chất và các chất ô nhiễm khác. Sự hiện diện của các hóa chất, ô nhiễm, thực phẩm không lành mạnh đều có thể gây ra sự mất cân bằng trong cơ thể, như giảm hoặc tăng lượng đường trong máu của cơ thể. Trong khi đó, sự biến động của mức độ đường huyết lại tác động đáng kể đến toàn bộ sức khỏe con người. Đáng lo ngại là những thay đổi này có thể trở thành sát thủ thầm lặng, gây ra nhiều bệnh tật nguy hiểm, điển hình là bệnh tiểu đường. Hầu hết chúng ta đều hiểu, tiểu đường là một căn bệnh diễn biến âm thầm, nhưng dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, trong đó phổ biến là biến chứng trên thận, tim mạch, mắt và mạch máu chi. Nhưng các nhà khoa học đã nghiên cứu và tìm ra một cách kiểm soát lượng đường trong máu một cách tự nhiên và hiệu quả, đó là bài thuốc từ quả trứng luộc và giấm. Thức uống trứng giấm, vốn nổi tiếng trong thời cổ Hy Lạp, được sử dụng như một bài thuốc vừa dễ làm vừa có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Còn với các Sumura Nhật Bản, công thức lâu đời này được sử dụng giúp cơ thể hấp thụ được nhiều loại vitamin, protein và canxi để thoát khỏi mệt mỏi và tăng cường sức khỏe xương khớp. Thực hiện: bước 1, bạn luộc một quả trứng vào buổi chiều. Bước 2, bóc vỏ và dùng kim chọc một vài lỗ trên quả trứng. Bước 3, tiếp đến là đặt quả trứng vào một cái cốc giấm táo, đảo trứng vài lần để giấm ngấm đều trong quả trứng thông qua các lỗ nhỏ và để qua một đêm. Bước 4, buổi sáng sau khi ngủ dậy, bạn hãy ăn quả trứng đó cùng với một cốc nước ấm. Liệu trình: bạn nên thực hiện liệu trình trong 15-20 ngày và luôn nhớ kiểm tra nồng độ đường huyết. Tác dụng của giấm và trứng trong việc kiểm soát đường huyết. Theo trang Jupiter của Anh, một nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên về bệnh tiểu đường, kết luận giấm là gia vị có tác dụng giảm đường huyết và tăng insulin, cũng như tăng cảm giác no sau một bữa ăn quá nhiều tinh bột.
Phát hiện này đặc biệt hữu ích với những người bị tiểu đường tiếp 2 hoặc tiền tiểu đường. Theo đó, để kiểm soát chỉ số đường huyết, tốt nhất bạn nên uống một chút giấm và nước trước bữa ăn. Còn năm 2015, các nhà khoa học thuộc trường Đại học Đông Phần Lan đã kiểm tra thói quen ăn uống của 2.332 đàn ông từ 42 đến 60 tuổi. Kết quả cho thấy rằng những người ăn 4 quả trứng mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường tiếp 2 thấp hơn 37% so với những người đàn ông chỉ ăn 1 quả trứng mỗi tuần. Nhóm nghiên cứu cho biết trứng chứa nhiều chất dinh dưỡng có thể cải thiện quá trình chuyển hóa glucose và giảm viêm nhiễm. Trước đó, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí béo phì quốc tế nhận định những người béo phì hàng ngày ăn 2 quả trứng cho bữa sáng đã giảm cân nhanh hơn 65% so với những người có bữa sáng tương tự nhưng không ăn trứng. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng bởi vì ăn trứng ngăn ngừa những thay đổi lớn và không thể kiểm soát được trong nồng độ đường huyết, từ đó sẽ kiểm soát sự thèm ăn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sáu loại rau không nên luộc mà lâu nay ít ai để ý. Thật không ngờ khi sáu loại rau sau đây mà mọi người vẫn thường chế biến bằng cách luộc ăn. Ngày nay theo nghiên cứu của các nhà dinh dưỡng học cho biết, các loại rau sau không nên luộc ăn vì sẽ làm thất thoát nguồn dinh dưỡng vốn có ở chúng. Với thói quen hay luộc rau chấm kèm nước mắm cho bữa cơm gia đình, tuy nhiên họ chưa biết và phân biệt được đâu là loại rau nên luộc, đâu là loại rau không nên luộc. Chia sẻ với tạp chí Sát Anh, chuyên gia dinh dưỡng Trashilet cho biết, một nửa dinh dưỡng của rau sẽ bị mất khi chúng ta luộc. Dưới đây là 6 loại rau không bao giờ nên luộc ăn. Bắp cải, loại rau không bao giờ nên luộc. Bởi trong bắp cải có chứa một hàm lượng vitamin cao hơn nhiều so với các loại rau củ khác như cà rốt, khoai tây, hành tây. Theo nghiên cứu, hàm lượng vitamin A và vitamin B trong bắp cải kết hợp với nhau làm thành mạch máu bền vững hơn. Ngoài ra, nó còn chứa một số chất chống ung thư như sulforaphane và indole. Nếu luộc rau bắp cải, hàm lượng vitamin, các chất dinh dưỡng sẽ không còn lại trên rau. Cải bó xôi hay còn gọi là rau chân vịt, loại rau không bao giờ nên luộc. Bởi cải bó xôi vô cùng giàu sắt cùng vitamin C, sắt có tác dụng làm nhân cho tế bào máu, còn vitamin C có tác dụng tăng cường hòa tan sắt trong dịch ruột, giúp sắt được hấp thụ ở hệ tiêu hóa. Nếu không muốn vitamin trong cải bó xôi bị mất thì đừng nên sử dụng phương pháp luộc để ăn. Vậy nên thay vào cách chế biến bằng xào hay hấp. Cải xoăn, loại rau không bao giờ nên luộc. Cải xoăn là một trong những loại thực phẩm lành mạnh nhất nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thực vật. Loại rau xanh này nên được đưa vào chế độ ăn của gia đình. Tuy nhiên, nên hạn chế sử dụng phương pháp luộc đối với loại rau này nếu không muốn mất đi các dưỡng chất chứa ở trong rau. Vậy nên thay vào cách chế biến bằng xào hay hấp. Bông cải xanh, còn gọi là súp lơ xanh, loại rau không bao giờ nên luộc. Bông cải xanh từ lâu được coi là siêu thực phẩm đối với sức khỏe của con người. Bông cải xanh có giá trị dinh dưỡng rất lớn. Nó là nguồn thực phẩm giàu chất sắt, protein, canxi, chrome, carbon hydrate, vitamin A và vitamin C. Nếu như có thói quen luộc rau này thì nên bỏ ngay vì sẽ làm mất đi lượng vitamin chứa trong rau. Thay vào đó có thể áp dụng một số cách chế biến khác như xào, nướng, hấp. Các loại đậu quả, loại rau không bao giờ nên luộc. Tương tự như bắp cải, bông cải xanh, cải xoăn, các loại đậu quả cũng chứa nhiều vitamin, dưỡng chất cần thiết có sẵn. Nếu như dùng phương pháp luộc cũng chính là tự đánh mất đi lượng chất cần thiết có trong các loại đậu quả này mà thay luộc là xào hoặc hấp. Đậu Hà Lan, loại rau không bao giờ nên luộc. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra kumetron, một loại dinh dưỡng thực vật trong đậu Hà Lan có tác dụng chống lại bệnh ung thư. Ăn đậu Hà Lan hàng ngày có thể làm giảm đáng kể khả năng bị ung thư dạ dày. Nhiều chị em có thói quen luộc đậu Hà Lan trước khi chế biến món ăn. Thói quen này tưởng như bình thường nhưng lại tự tay đánh mất đi những dưỡng chất vốn có trong hạt đậu.
vậy nên thay vào cách chế biến bằng xào hay hấp. Do vậy, các nhà dinh dưỡng khuyến nghị người nội trợ có thể thay thế cách chế biến 6 loại rau trên từ luộc bằng phương pháp hấp hoặc nướng. Hoặc nếu vẫn thích luộc thì nên sử dụng ít nước thôi, tận dụng nước luộc để ăn. Làm món hầm hoặc nấu súp như thế sẽ đỡ lãng phí các vitamin có trong rau. Nguyên tắc chung là rút thật ngắn thời gian nấu, giảm lượng nước dùng để nấu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.